và các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Goo Hara chính là chủ động liên lạc phóng viên lôi vụ chát sách của Jung Joo Jung ra ánh sáng. Cho dù lâm vào hoàn cảnh bi đát khi bị tình cũ thả mạng, dọa tung clip sách, nhưng Goo Hara vẫn luôn đứng lên giúp đỡ những nạn nhân lâm vào tình cảnh giống như cô. Trang Kapi đưa tin nóng về việc nữ phóng viên Kang Kyung Yoon, nữ phóng viên nổi tiếng với vụ khui nhóm chat sách của Jung Joon Young ra ánh sáng, đã tiết lộ thông tin chưa từng biết về Goo Hara. Theo đó, trong khoảng thời gian vụ việc Jung Joon Young bị phơi bày, Goo Hara cũng phải đối mặt với rắc rối cá nhân khi bị người yêu cũ đe dọa tung clip nóng của hai người. Tuy nhiên, chính lúc này Goo Hara đã đích thân tìm tới phóng viên Kang đề nghị giúp đỡ đưa sự thật vụ việc Jung Joon Young ra trước pháp luật. Theo thông tin, sau vụ việc bị tấn công tình dục và thỏa mạng, Goo Hara rất muốn giúp đỡ những người phụ nữ lâm vào tình cảnh tương tự như cô. Phóng viên Kang cho biết, khi tôi đưa ra thông tin về vụ việc của Jung Joon Young, Goo Hara đã đích thân gọi điện cho tôi. Vì vậy, cô ấy cũng là một nạn nhân. Cô ấy đã nói với tôi rằng, em cũng không biết mình có thể giúp đỡ được nhiều nhận gì không, nhưng em muốn làm việc này. Phóng viên Kang còn cho biết, Goo Hara đã thể hiện tinh thần tích cực chống lại vụ việc Jung Joon Young. Kang Kyung Yoon tiết lộ, Goo Hara là một trợ thủ đắc lực trong việc hạ bệ các thành viên trong nhóm chat chung của Jung Joon Young. Phóng viên Kang đã cổ vũ Goo Hara vì cố gắng đứng lên bảo vệ các nạn nhân của vụ việc. Mặc dù Goo Hara là một ngôi sao nữ, không chỉ vậy còn là nạn nhân đáng thương khi bị tình cũ quay lén clip nóng không có sự đồng ý, nhưng cô ấy vẫn rất can đảm tìm cách có số điện thoại và liên lạc với tôi trước. Cô ấy nói cô ấy muốn giúp đỡ chút gì đó để bóc trần sự thật, và quả thật Goo Hara đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Phóng viên Kang và Goo Hara trở nên thân thiết hơn khi hợp tác cùng nhau. Sau sự ra đi của Suli, phóng viên Kang đã chủ động liên lạc với nữ ca sĩ. Ngay ngày hôm sau khi tin tức về Suli nổ ra, tôi đã gọi điện cho Goo Hara và khuyên cô ấy hãy kiên cường và đừng làm điều gì dại dột. Cô ấy đã hứa với tôi cô ấy sẽ sống thật tốt, vậy nhưng sự việc đau lòng vẫn xảy ra. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ,